Sự ra đi của ông Hoàng cải lương khiến nhiều khán giả sầu việc thương tiếc. Bên cạnh đó, thông tin về gia đình của cố nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trong tang lễ, người phụ nữ thầm lặng chăm sóc nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trong những năm cuối đời đã lộ diện. Có tên là Lê Trần Kim Nga, sinh năm 86. Cháu gái cố nghệ sĩ Hồng Phượng cho biết, chị Nga và cậu theo sát như hình với bóng. Kim Nga ban đầu là một fan ruột yêu mến vẻ ngoài điển trai cùng giọng hát truyền cảm của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cô tiếp xúc với thần tượng qua nhiếp ảnh gia Hoàng Vinh, người từng gần như đảm nhận việc quản lý của Hoàng cải lương. Sau này, khi Hoàng Vinh qua đời, ông đã phó thác Kim Nga giúp mình chăm sóc nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Suốt nhiều năm qua, cô và cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ở chung trong một căn nhà ở Phú Nhuận, giữ xưng hô là cậu và con. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từng khuyên Kim Nga đi lấy chồng nhiều lần, nhưng cô chỉ đáp lại, con lấy chồng thì ai lo cho cậu. Kim Nga cũng có mối quan hệ rất tốt với những người thân của Hoàng cải lương. Chia sẻ với truyền thông, Hồng Phượng còn cho biết Kim Nga trải qua những cảm xúc tiêu cực khi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời. Cháu gái ông Hoàng cải lương kể, chị Nga gào khóc, nói cậu ơi, cậu đi đâu cho con theo với, gia đình động viên mãi chị mới bình tâm. Cậu mất, gia đình ai cũng buồn, nhưng tôi biết chị Nga đặc biệt buồn nhiều. Cậu Vũ Linh không lập gia đình nhưng bên cạnh luôn có đông đủ con cháu. Gia đình tôi sống cùng cậu. Hồng Loan thường xuyên dẫn chồng con đến thăm, chơi với cậu. Cậu còn có chị Nga luôn yêu thương chăm sóc từng ly từng tí. Chúng tôi sống đầm ấm vui vầy. Vì vậy không có chuyện Vũ Linh tuổi già neo đơn, cô độc như nhiều người nói. Cậu luôn yêu thương gia đình và chúng tôi luôn ở bên cạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.